Thưa quý vị, tuy không phải là lực lượng đấu tranh trực diện với tội phạm, ít khi được xướng tên, những hành trình ghi dấu chiến công phá án của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đều có dấu chân thầm lặng của những người lính kỹ thuật hình sự. Trải qua 65 năm chiến đấu xây dựng trưởng thành, những cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Đà Nẵng được ví như chìa khóa mở ra sự thật của các vụ án. Tháng 7 năm 2020, một vụ việc chấn động dư luận thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Khanh, 55 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đang đánh cá trên sông Hàn thì phát hiện một vali nhựa màu đỏ. Bên trong có thi thể nữ giới bị phân hủy. Khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, giám định pháp y tử thi. Đặc biệt, lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu giữ được các dấu vết, vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi chuẩn bị tiến hành phạm tội của đối tượng, giúp cho cơ quan điều tra nhanh chóng phá án. Chỉ trong 7 giờ đồng hồ, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng Tiêu Quý Bình là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Đó chỉ là một trong số hàng ngàn vụ việc có sự góp mặt của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng. Họ được ví như chiếc chìa khóa quan trọng giúp mở ra sự thật của các vụ án. Thì chúng tôi phải thu thập đầy đủ dấu vết cũng như vật chứng một cách khoa học nhất để phục vụ cho công tác điều tra đúng người đúng tội. Lực lượng kỹ thuật hình sự thì luôn hoạt động trong những cái môi trường rất là độc hại. Nhưng chúng tôi phải tìm ra được từng dấu vết để tìm ra cái nguyên nhân của sự chết để phục vụ cho công tác điều tra. Trải qua 65 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường hàng ngàn vụ việc. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường hơn 400 vụ việc. Các vụ việc qua khám nghiệm đều thu được dấu vết hình sự và các loại dấu vết, vật chứng khác liên quan. Xác định được tính chất, nhận định đúng về đối tượng, công cụ gây án và diễn biến tội phạm tại hiện trường, góp phần quan trọng định hướng cho cơ quan điều tra tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Dù ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị công tác nào, cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật hình sự cũng luôn khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời các yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Mỗi chiến công phá án của các lực lượng công an thành phố đều ghi đậm cái dấu ấn đóng góp thầm lặng của lực lượng kỹ thuật hình sự. Trong bối cảnh các loại hình tội phạm như sử dụng vũ khí nóng trẻ hóa, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đất đai gia tăng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, lực lượng kỹ thuật hình sự công an thành phố luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.